chà. Xin chào. Xin chào. Cháu muốn một phòng. Cháu cũng thế. Để xem nào. Hết rồi. Hết phòng. Vẫn còn. Bây giờ ta chỉ còn một phòng đôi mà thôi. Được thôi. Ok. Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Yeah. Tuyệt đó. Mình không muốn ở cái phòng màu hồng này đâu. Mình thích lắm luôn. Mình lại quên mang đồ rồi. Mình có thể mặc chung đồ với cậu nè. Không đời nào. Màu đen. Đỡ hơn rồi. Ngài Crocky, Ducky, lại đây nào. Cảm ơn. Xin chào. Đến mình. Bồn tắm đáng yêu quá à. Gọi nè. Hey, tắm mát quá đi. Cậu để tóc đen trông đẹp hơn đó. Tóc của mình. Chào Nastia. Chào ba. Ba ơi, đây là bạn mới của con, Wesley. Xin chào. Chào. Của con đây. Cảm ơn. Cái này của cháu. Đỡ hơn nhiều rồi. Mùi thơm đó. Chào, chào nha. Ba nha. Yêu ba nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Chào con yêu. Chào ba. Ta mang đồ con bỏ quên đến đây nè. Cảm ơn. Ai thế này? Hàng xóm đó. Xin chào. Xin chào, rất vui được gặp chú. Cháu có quà tặng cho chú nè. Chào nha con yêu. Chào. Cuối cùng cậu cũng tới.
Hello. Cậu đâu cần sợ đến vậy chứ. Bạn thân mới của mình. Đói bụng quá. Sữa. Sô-cô-la đen. Sâu. Thơm quá đi. Cậu có muốn ăn không? Ồ, không, cảm ơn. Bánh vòng. Bánh kép. Hiện thử thách nhảy đi. Nhảy đi nào. Yeah. Next video. Thứ tư vui vẻ nha các em. Chào thầy ạ. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Con yêu có chuyện gì thế? Các bạn không thích con. Kẹo. Cục cưng của ta. Họ chẳng muốn chơi với con. Ý hay đó bạn Tây. Các bạn nhỏ thích quà. Cảm ơn vì lời khuyên của ba. Bạn
Mình sợ nhện lắm. Lấy nó ra. Cậu ổn chứ? Cảm ơn ha. Lớp học bắt đầu. Cái gì đấy? Tiếng gì vậy chứ? Đánh giá bằng quyển sách qua trang bìa nha. Vẻ bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tâm hồn bạn thế nào.